Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, trong phần sổ tay y học hôm nay, chương trình sẽ hướng dẫn cách chăm sóc mắt trong mùa hè và giới thiệu bài thuốc chữa nổi mề đay. Những lưu ý trong cách xử trí khi bị ngộ độc thực phẩm sẽ là nội dung của phần hỏi đáp y tế. Và câu chuyện về thị xã Mỹ Hào, đơn vị dẫn đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện sẽ có ở phần cuối của chương trình. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chỉ còn một tháng nữa là đến mùa hè. Với đặc trưng thời tiết nắng nóng, mùa hè chứa đựng nhiều nguy cơ gây hại cho mắt. Ngoài những tổn hại do tia tử ngoại gây ra, mắt còn rất dễ bị viêm nhiễm, dị ứng khi thời tiết quá nóng, hoặc bơi lội, hoạt động thể thao trong mùa hè cũng có thể gây ảnh hưởng tới mắt. Vậy cần làm gì để bảo vệ và chăm sóc mắt đúng cách trong những ngày hè sắp tới? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của bác sĩ Hà Thị Thơ, khoa khúc xạ tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Mắt Hưng Yên. Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị một số cách chăm sóc mắt vào mùa hè. Đặc điểm của khí hậu mùa hè là thời tiết nóng bức, nền nhiệt độ cao, nhiều ánh nắng, cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi. Tôi xin chia sẻ với quý vị một số cách chăm sóc mắt đúng cách vào mùa hè như sau. Hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp của tia cực tím vào mắt bằng cách là khi đi ra ngoài trời nắng, chúng ta nên thường xuyên đeo kính râm, vừa ngăn chặn được tia cực tím, vừa hạn chế được bụi bẩn vào mắt. Khi tham gia các hoạt động như là bơi lội hoặc là tắm biển thì nên đeo kính bơi. Sau khi ra khỏi hồ bơi thì nên rửa mắt bằng nước muối sinh lý hoặc là nước mắt nhân tạo. Tránh ngồi trực tiếp dưới luồng khí của điều hòa hoặc là gió quạt, làm cho tình trạng bốc hơi nước nó sẽ tăng lên, gây ra hiện hội chứng khô mắt. Ngoài ra thì không nên đưa tay bẩn lên lau mồ hôi hoặc là trà sát vào mắt hoặc là vùng quanh mắt. Không nên đeo kính áp tròng ở trong cái môi trường có nhiều khói bụi. Nên vệ sinh mắt từ 2 đến 3 lần mỗi ngày bằng nước muối sinh lý rửa mắt hoặc là bằng nước mắt nhân tạo. Khi làm việc ngoài trời liên tục nên thường xuyên nhỏ nước mắt nhân tạo để làm dịu mắt, hạn chế sự bốc hơi và bôi trơn bề mặt nhãn cầu. Ngoài ra thì chúng ta nên chăm sóc mắt từ bên trong bằng những cách như là nên ngủ đủ giấc từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày. Khi làm việc liên tục khoảng từ 2 đến 30 phút nên để mắt nghỉ ngơi từ 2 đến 30 giây và nhìn ra xa khoảng 5 đến 6 mét. Mỗi ngày nên chườm ấm vào mắt khoảng từ 15 đến 20 phút, massage vùng mắt và vùng quanh hốc mắt để cho máu xung quanh hốc mắt thì có thể lưu thông tốt hơn. Nên uống đủ nước, ít nhất là 2 lít nước mỗi ngày vào mùa hè. Ngoài ra nên ăn những thực phẩm bổ sung nhiều dinh dưỡng và có chứa nhiều chất như là omega 3, vitamin A, beta carotene, lucentin có trong những thực phẩm như là cá, cà rốt, những rau có màu xanh đậm hoặc là những loại đỗ. Thưa quý vị, bệnh dị ứng mề đay thường khởi phát một cách đột ngột và có xu hướng xảy ra ở mọi lứa tuổi. Trong đông y, chứng mề đay được biết đến với các tên gọi như là phong trần khối hoặc là tẩm mai trần. Sau đây thì bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Minh Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào sẽ giới thiệu tới quý vị bài thuốc đông y điều trị hiệu quả chứng bệnh này. Thưa các bạn, mùa hè đến thì chúng ta thường hay mắc cái bệnh về da, đặc biệt các bệnh mề đay mẩn ngứa có thể gây ra những cái triệu chứng khó chịu và ảnh hưởng đến những cái hoạt động hàng ngày. Mẩn ngứa vào mùa hè thì có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do yếu tố cơ địa này, do thức ăn, do thuốc hoặc hóa chất, hoặc do thời tiết, hoặc có thể là do môi trường bị ô nhiễm. Vì vậy là trong mùa hè thì cái phương pháp giải độc mắt gan là được dân gian lưu truyền để bảo vệ tế bào gan và phòng chống các bệnh về da trong thời tiết nắng nóng. Có rất nhiều các cái vị thuốc đông y được sử dụng để giải độc gan và bảo vệ da. Trong đó, số đó có thể kể đến như là cây bông má đề, cây rau đắng, cây ác ti sô, cây nhân trần và cây cam thảo. Cách dùng các cái vị thuốc này thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta có thể sắc uống hoặc hãm nước uống ngày từ 10 đến 20 gram, hoặc là có thể sử dụng thành các cái bài thuốc cụ thể thì chúng tôi sẽ chia sẻ.
Thưa quý vị, thì đây là vị Actiso. Theo đông y thì Actiso có vị đắng, có tác dụng làm mát gan, thanh nhiệt, có thể chữa các bệnh xơ gan, cổ trướng, viêm gan mãn tính và bảo vệ tế bào gan. Cây nhân trần thì có tác dụng chữa các chứng hoàng đản, thanh nhiệt, mát gan, cũng rất là dễ từ sử dụng. Chúng ta có thể đun nước uống thay nước hàng ngày và cũng có thể sử dụng trong một số cái bài thuốc. Tuy nhiên thì chúng ta cũng lưu ý là tránh sử dụng những cái cây nhân trần này liều lượng quá cao và dùng liên tục trong nhiều ngày. Có một số cách sử dụng vị thuốc nhân trần như sau. Cách thứ nhất là nhân trần 300g, sinh địa 60g, trà 30g, ba vị trên thì tán vụn. Mỗi ngày chúng ta có thể dùng 30g pha với nước sôi uống. Cách thứ hai là dâu ngô 300g, nhân trần 150g, bồ công anh 150g, tất cả các vị tán vụn và mỗi ngày cũng uống từ 20 đến 30g. Cách thứ ba nữa là nhân trần phối hợp với vị thuốc cam thảo. Tuy nhiên thì liều lượng của vị thuốc cam thảo chúng ta nên sử dụng vừa phải, tại vì khi chúng ta sử dụng cam thảo liều lượng quá cao có thể gây ra tăng huyết áp. Ngoài những cái vị thuốc ở đây thì chúng ta có thể có cách dân gian khác để chữa những cái việc mẩn ngứa mề đay. Ví dụ như cây rau má, chúng ta có thể dùng một nắm nhỏ và giã lấy nước uống, hoặc là cây rau má trộn với lá gấc, mỗi thứ 50g, cho thêm một ít muối, chúng ta có thể đắp lên các cái vùng bị mẩn ngứa hoặc là bị mề đay. Một cái cách nữa là chúng ta có thể dùng lá khế đun nước để tắm, có tác dụng rất tốt. Thưa quý vị, ngộ độc thực phẩm là vấn đề thường gặp. Nhiều trường hợp nhẹ thì rối loạn tiêu hóa, nặng thì dẫn đến tử vong. Vậy nguyên nhân chính của ngộ độc thực phẩm là gì? Cách xử trí khi gặp tình trạng ngộ độc thực phẩm như thế nào? Ngay sau đây, ông Nguyễn Ngọc Thanh, trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên sẽ chia sẻ những lưu ý xung quanh vấn đề ngộ độc thực phẩm. Thì ngộ độc thực phẩm còn gọi là ngộ độc thức ăn. Đây là tình trạng bệnh lý mà do ăn uống và thức ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn và nhiễm độc, hay là những loại thực phẩm bị biến chất, ôi thiêu và có chất bảo quản chất phụ da, thì biểu hiện ở những triệu chứng như ở dạ dày và ruột như là buồn nôn, nôn, đìa chảy và những triệu chứng khác tùy theo đặc điểm của từng loại ngộ độc. Và cái tác nhân gây ngộ độc thực phẩm đây là có những tác nhân chính, là thứ nhất là do vi sinh vật, bao gồm vi khuẩn, virus và ký sinh trùng. Và thứ hai đó là do độc chất hóa học, là như hóa chất bảo vệ thực vật. Thứ ba là do độc tố tự nhiên có sẵn trong thực phẩm. Biểu hiện của ngộ độc thực phẩm là hội chứng cấp tính và thời gian lâm bệnh là ngắn và phát bệnh thì nhanh. Và thông thường thì các trường hợp ngộ độc thực phẩm bùng nổ nhanh và cao trong vòng từ 2 đến 18 giờ và có khi là trong vòng 30 phút và trên 24 giờ. Hầu hết các trường hợp ngộ độc thực phẩm đều có một hoặc nhiều triệu chứng lâm sàng như là đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy và kèm một số hội chứng về thần kinh chiếm ưu thế, thì đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm do hóa chất, và kèm theo rối loạn cảm giác và vận động, đau đầu, thì đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm do ăn phải độc tố tự nhiên, và kèm theo là tiết nước bọt, ngứa cổ họng, choáng váng, đau đầu, co giật, nổi mề đay, thì đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất. Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm thì nhiệm vụ trước tiên là phải tổ chức cấp cứu người bị ngộ độc, và chú ý là những người bị nặng và trẻ em, người già là những người có sức đề kháng kém. Xử lý cấp cứu trước tiên là phải đảm bảo làm cho người bị ngộ độc nôn ra hết chất đã ăn vào dạ dày, như bằng cách như rửa dạ dày, gây nôn hoặc là tẩy ruột v.v. để làm cản trở sự hấp thu của ruột đối với các chất độc và phá hủy độc tính, đồng thời bảo vệ niêm mạc dạ dày. Ngộ độc không có nôn hoặc vừa bị ngộ độc, thời gian quá ngắn, chất độc chưa kịp và ruột mới phải gây nôn. Và cách gây nôn thông thường là ngoái họng. Và nếu bệnh nhân còn tỉnh táo thì có thể cho uống nước muối, 2 thìa canh muối pha vào cốc nước ấm, hoặc là dung dịch đồng sunfat 2g cho một cốc nước. Và đặc biệt là cần lưu ý khi sơ cứu cho trẻ nhỏ, tránh cho trẻ nhỏ bị sặc, nghẹt thở và có thể dẫn tới tử vong. Phòng tránh ngộ độc thực phẩm thì bao gồm nhiều quá trình như chọn thực phẩm an toàn, bảo quản thực phẩm chưa chế biến và đã chế biến, giữ vệ sinh trong lúc chế biến thức ăn và ăn uống hợp vệ sinh với nguyên tắc là ăn chín nước uống sôi. Cần phải lựa chọn những thực phẩm tươi sống và không bị ôi thiêu, không bị kém chất lượng.
và không hết hạn sử dụng và có xuất xứ rõ ràng. Trong thời tiết nồm ẩm và ra mùa như hiện nay thì thức ăn là rất dễ bị hỏng là do bảo quản không đúng cách. Vì vậy cần bảo quản kỹ lưỡng thực phẩm, không nên để thức ăn ở bên ngoài quá 2 giờ đồng hồ, và đặc biệt là vào mùa hè thời tiết nắng nóng thì không nên để ngoài quá 1 giờ đồng hồ. Với tinh thần một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, phong trào hiến máu tình nguyện của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hưng Yên ngày càng được nhân dân hưởng ứng, số lượng đơn vị máu thu được luôn ở mức cao, góp phần cùng ngành y tế giải quyết tình trạng khan hiếm máu, mang lại niềm vui, sự sống cho người bệnh. Hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện ngày 7 tháng 4, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến thăm thị xã Mỹ Hào, là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Hưng Yên. Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp. Qua việc tiếp cận thông tin trên các phương tiện truyền thông và qua được tìm hiểu kỹ về công tác hiến máu tình nguyện, suốt 6 năm qua, chị Nguyễn Thị Trúc Mai ở thị xã Mỹ Hào luôn sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện với mong muốn góp sức cứu chữa thêm được nhiều người bệnh hơn. Trung bình một năm, chị thường hiến máu 2 lần. Chứng kiến các cái mảnh đời khó khăn cũng như là mất mát từ các cái kênh truyền thông qua các cái chương trình hiến máu nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ thị xã thì là mình có những cái suy nghĩ cho đi là còn mãi, quyết định là tham gia ủng hộ chương trình với cái suy nghĩ là hiến máu chính là cái hành động trao đi cái dược liệu quý báu của cơ thể mình chia sẻ cho những cái người mà đang cái trong cái cơn thập tử nhất sinh. Không chỉ các cá nhân mà các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Mỹ Hào cũng rất tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, như trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật. Đơn vị này luôn vượt chỉ tiêu đơn vị máu từ 120 đến 200%, nhận được bằng khen của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, giấy khen của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Chúng tôi có những cái câu lạc bộ để có thể làm được tốt cái công tác đó, đó chính là thành lập câu lạc bộ nhân ái. Không những là giúp cho các bạn khó khăn trong nhà trường, mà chúng tôi còn có nhiều sự đóng góp, sự giúp đỡ cho các hoạt động của xã hội. Thế và cái công tác hiến máu thì chúng tôi luôn luôn tuyên truyền đến với các em. Thế cho nên là khi có cái đợt hiến máu thì chúng tôi thông báo thôi. Thì những em học sinh mà đủ điều kiện hiến máu thì các em không ngần ngại và ghi tên ngay. Với những hoạt động thiết thực, những học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật luôn hiểu được ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người và luôn sẵn sàng tham gia hoạt động nhân đạo này. Trong các giờ sinh hoạt ngoại khóa hay sinh hoạt lớp thì các thầy cô cũng có chia sẻ về các cái hoạt động hiến máu tình nguyện, hiến máu cứu người. Đấy là một hành động đẹp, một việc làm cao cả, có thể giúp ích và cứu được nhiều người. Đối với cá nhân em thì nếu mà đủ tuổi và đủ sức khỏe có thể thì em sẽ giúp đỡ và tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện hết mình. Mặc dù trong 2 năm trở lại đây, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vận động và tiếp nhận máu. Nhiều đợt hiến máu dự kiến tổ chức đã phải hoãn lại, nhưng không vì thế mà tinh thần hiến máu của người dân bị ảnh hưởng. Số lượng đơn vị máu của thị xã Mỹ Hào luôn vượt chỉ tiêu. Cũng vì những kết quả tuyên truyền rất là tốt và đi sâu đến từng người dân và hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, thì trong năm 2021 thì riêng Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Mỹ Hào đã tổ chức được 2 đợt hiến máu. Và tổng số là có hơn 1.000 người tham gia. Chúng tôi đã huy động được 936 đơn vị máu. Với những cái thành tích đó thì hàng năm chúng tôi cũng đều được cái ban vận động hiến máu của tỉnh, đặc biệt là Hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh Hưng Yên cũng đã có những cái bằng khen, giấy khen. Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Mỹ Hào là một trong những đơn vị có 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cũng vừa rồi đã cũng được Trung ương Hội tặng cờ. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ giúp một cuộc đời ở lại mà còn lan tỏa những tấm lòng tốt đẹp trong xã hội. Vì vậy, mọi tầng lớp nhân dân, những người trong độ tuổi cho phép hãy tích cực tham gia để nhân lên những hành động đẹp, đồng thời giúp nhiều bệnh nhân duy trì sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc Sống Khỏe tuần này của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên như trên website hungyentv.vn, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 / HITV. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.